Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình, là YouTube Em Hooray. Và hôm nay chủ đề của clip này mình sẽ nói về là cái vấn đề mình đang gặp phải trên kênh của mình. Tại sao mình lại trong clip trước mình đã thông báo là mình đã có một cái vấn đề mà tại sao mình lại chuyển sang kênh của anh ta lên làm trong khi cái kênh của mình đang ngon, mình đang có lượng view đều và có lượng fan đều và họ rất mà muốn là xem tất cả các clip game, các gameplay mình chọn lọc và mình upload trên kênh của mình hơn là kênh của anh Tali. Vì kênh Tali đã bỏ khá lâu rồi, ví dụ cái lượng fan của anh Tali bây giờ cũng không nhiều. Và ngày hôm qua thì mình có kêu gọi các fan của kênh mình chuyển sang kênh của anh Tali, tuy nhiên thì lượng fan nó cũng không nhiều, view của mình cũng không nhiều lắm. Ok, rồi hôm nay mình sẽ đi vào chủ đề chính, tại sao kênh của mình đang có vấn đề gì. Thì các bạn có thấy là cái tab kiếm tiền này, cái tab kiếm tiền hiện tại thì kênh của mình đã bị tắt đi. Bởi vì sao? Các bạn có thấy là kênh của mình rất sạch sẽ, không có một không có một gậy bản quyền nào, không có một gậy cộng đồng nào, rất là sạch sẽ luôn. Tuy nhiên thì tab kiếm tiền nó đã bị tắt đi. Vì sao? Ở trong này nó giải thích rằng tab kiếm tiền của mình bị một vấn đề, là tiêu chuẩn cộng đồng đang bị lỗi. Tức là mình đang bị một cái lỗi rất là cơ bản, đó là lỗi cộng đồng. Họ giải thích rằng là trên các cái video của mình có sử dụng re-up lại một vài trang web và không có sự thay đổi. Đúng là như vậy. Đúng là trước cái ngày mà mình bị nhận cái thông báo là bị tắt tiền. Bởi vì trước đấy thì mình có up một cái clip của Lapogati ở WCG và đúng là clip đấy đã được up rất nhiều rồi. Mình đã làm highlight ngày 1, ngày 2, ngày 3 và final. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì mình lại re-up lại, mình cũng không, mình nghĩ là chỉ là đơn giản là mình đã có edit, có chỉnh sửa thì lại loại là như vậy. Tuy nhiên thì YouTube họ dùng AI họ trí tuệ nhân tạo họ quét, vì vậy là họ đã xác định là kênh của mình là re-up mà không có một cái thay đổi gì trong cái đấy, vì vậy là họ quét luôn và tắt kiếm tiền. Và bây giờ thì mình phải làm như thế nào? Mình có nhờ support rồi, mình có gửi lại mail support là review lại kênh của mình, thì họ nói rằng là kênh của mình nếu mà trong tháng tới muốn bật lại kiếm tiền thì cần phải làm, thứ nhất là làm những video phải có mặt của mình, phải có những bình luận của mình, ít nhất là như vậy. Thì nó giống kiểu như là của các WeAd này, giống kiểu của Vizem hay là kiểu của một vài các YouTuber khác, họ cảm kiểu làm reaction ấy. Thì sau này hoặc là họ có gợi ý ở trong đây đó là cung cấp những cái clip như kiểu là làm vlog chẳng hạn, thì cũng là một cái điều mà có thể là tránh bị là cái là bị re-up, tức là làm tạo ra content của mình, tạo ra cái nội dung của mình 100% ấy, không phải là đi ăn cắp của người khác, hoặc là re-up của người khác được sự cho phép nhưng cần phải có bình luận và cần phải có mặt. Và các bạn có thấy là trên kênh của mình hầu hết là mình không có làm về có mặt của mình, từ những trừ một vài clip là cắt từ livestream của mình thì mình có mặt thôi, chứ còn hầu hết là 9% là clip của mình không có mặt, không có bình luận gì hết. Thì trong thời gian tới thì mình sẽ làm nhiều clip hơn và phải chắc chắn là phải có mặt của mình, phải có bình luận của mình, phải có những phân tích của mình trên các clip. Để trong thời gian tới là sau ngày 6 tháng 9 thì mình mới được bật kiếm tiền trở lại, mình có được đăng ký trở lại và chưa có khả năng bật kiếm tiền trở lại. Và như vậy là mình sẽ có động lực hơn. Còn hiện tại thì bây giờ mình không có động lực. Vì vậy người ta bảo rồi, không có tiền thì làm nhạc làm sao, không có tiền thì làm game làm sao, không có tiền thì nuôi đam mê làm sao. Đấy. Thì vì vậy là mình chuyển sang kênh của anh Dali, thì kênh của anh Dali đang hiện tại vẫn kiếm tiền rồi nhưng mà lượng fan cũng ít quá, mình vẫn làm khá là nản. Tuy nhiên thì bây giờ mình cũng duy trì thôi, được thế nào được, dù sao thì mình cũng phải cố gắng, là đây là một kênh tâm huyết của mình, vì vậy là mình phải cố gắng là phải nuôi nó. Và thực sự là làm clip mà không có tiền thì nó hơi bị nản một chút, vì trong đây cũng là một con là công việc chính của mình. Thực ra công việc không, nó không phải là chính nhưng mà nó trở thành chính, nó là như vậy. Vì vừa đam mê vừa chơi game lại vừa có thể kiếm tiền mà mình có thể tự do thời gian của mình. Đấy, tôi giải thích cho các bạn rồi. Còn nếu các bạn nào mà thích clip mình hay có muốn xem những clip khác thì có thể comment, sau đấy là like, share video của mình, bởi vì tất cả đó là miễn phí. Và các bạn có
hoặc là yêu thích mình để donate cho mình qua PayPal, là email của mình là mailahung4400@gmail.com. Và cảm ơn các bạn đã support cho mình trong suốt thời gian vừa qua, trong những thời gian tới và sắp tới. Trong một tháng nữa thì chắc chắn là mình sẽ cố gắng làm nhiều clip và có mặt của mình hơn để của mình có thể duyệt lại được kiếm tiền. Và như vậy thì mình sẽ đồng hành với các bạn lâu hơn, xa hơn. Và hiện tại thì chỉ có ở Việt Nam thì chỉ có mỗi mình có thể up những clip như vậy thôi. Hiện tại thì trên vài classic art và một vài cái quen cũ khác thì hiện tại cũng không còn nhiều người thân theo đuổi classic art nữa. Vì vậy là mình phải cố gắng hơn, vì là game bây giờ nó đi vào máu rồi, làm mê lại một video máu này. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại. À nhớ, nếu các bạn muốn xem thường xuyên các gameplay của mình, gameplay của các pro thì mình sẽ duy trì cả hai kênh. Tuy nhiên thì mình sẽ ưu tiên kênh của anh Kali hơn, tại vì anh Kali kênh của cái đấy nó bật kiếm tiền rồi nhưng mà nó không nhiều. Nói chung là vẫn duy trì do duy trì cả hai kênh. Thì sau này liệu mà xảy ra một cái điều gì đấy thì có một kênh gọi là backup. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại. Bye.